Xin kính chào quý vị. Ngậm ngùi chầu dìa chuỗi giá trị toàn cầu là bài viết được Thời Báo Kinh Doanh đưa lên trang nhất báo sáng nay để nhấn mạnh một câu chuyện. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Đó là doanh nghiệp Việt vẫn chưa tham gia được nhiều vào chuỗi giá trị sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài. Đến nay thì 70% kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vẫn thuộc về các doanh nghiệp FDI. Thời báo kinh doanh cũng đưa ra một con số đáng suy ngẫm là chỉ có từ 1 đến 2 doanh nghiệp trong số 500 doanh nghiệp tham dự các hội nghị kết nối là được các tập đoàn đa quốc gia chọn làm nhà cung cấp. Nguyên nhân thì có nhiều, trước tiên vẫn là do năng lực của doanh nghiệp Việt yếu. Đơn cử như với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý trong ngành công nghiệp xe máy ô tô, Việt Nam mới chỉ có 3 doanh nghiệp đáp ứng được. Còn tại Thái Lan, đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết họ treo tiêu chuẩn này la liệt như tiêu chuẩn ISO 9001 của Việt Nam. Còn với những doanh nghiệp may mắn hơn bắt tay được với nước ngoài thì chủ yếu vẫn chỉ là gia công lắp ráp mà chưa làm được các sản phẩm chính. Thời báo tài chính lấy ví dụ, một đôi giày Nike made in Việt Nam được bán với giá tới 300 đô la Mỹ nhưng phần của Việt Nam chỉ chưa tới 10 đô la Mỹ. Và để giải bài toán này thì cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp FDI bắt tay nhiều hơn với các doanh nghiệp nội. Bài báo dẫn ý kiến của giáo sư Nguyễn Mại, chủ tịch hội hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng những doanh nghiệp FDI có nhiều doanh nghiệp nghiệp trong nước là nhà cung cấp cấp 1 hoặc là những doanh nghiệp Việt Nam được chọn là nhà cung ứng cấp 1 thì nên có cơ chế ưu đãi về thuế công bằng cho cả hai. Đồng thời, chính phủ cũng cần có chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp như là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cấu trúc lại hệ thống logistics hoặc là cải cách về thủ tục hành chính. Nhưng mà trước khi trông chờ vào chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp trong nước cần chủ động đầu tư vào kỹ năng, nâng cao năng lực. Đơn giản nhất là việc phải nói được tiếng anh thì mới giao tiếp được với các đối tác nước ngoài